Càng tới gần cái sự kiện liên quan tới Bitcoin Smart ETF thì chúng ta lại càng thấy có nhiều người có nhiều suy nghĩ khác nhau và hành động khác nhau các bạn. Ở trên màn hình, đây chính là cuộc phỏng vấn trên đài CNBC với một người có tên là Steve Weiss. Steve Weiss này là ai các bạn? Đây là người sáng lập công ty đầu tư có tên là Short Hills Capital Partners. Ông đã lên trên đài CNBC ngày hôm nay và đã chia sẻ là ông đã bán phân nửa Bitcoin của mình vào ngày thứ 6 các bạn, trước khi mà có cái sự tăng trưởng giá lên tới cái mức là 45.000. Nhưng mà Thuận nghĩ là như ông nói đó cũng hợp lý mà thôi các bạn, để Thuận chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn những gì đang xảy ra. Thì ông đã nói với lại đài CNBC đó: tôi không phải là người có lòng tin vào Bitcoin. Tôi đã bán một nửa Bitcoin của mình vào thứ 6 trước khi mà giá tăng, bởi vì tôi tin là tin tức Bitcoin Spot ETF được thông qua đã được tính vào giá rồi. Nếu như quỹ Bitcoin ETF không được chấp thuận, giá sẽ giảm, nhưng Bitcoin không cần ETF, giá sẽ phục hồi, bởi vì có những người thực sự có lòng tin vào Bitcoin. Tôi xem Bitcoin như một tài sản đầu cơ, tôi không phải là người có lòng tin. Thì khi mà nghe những sự chia sẻ này đó, tôi cảm thấy các bạn nên hiểu một điều: các bạn có lòng tin vào một mảng đầu tư nào đó, hay là các bạn có lòng tin là có thể kiếm được tiền vào một mảng nào đó, hai cái nó khác nhau các bạn. Các bạn có nghĩ đi, các bạn có tin là BlackRock có lòng tin vào Bitcoin hay là không, hay là họ có lòng tin vào thị trường Bitcoin sẽ có thể mang được lợi nhuận cho họ. Hai cái này nó khác nhau, nhưng mà trong một cái thời điểm nào đó hành động có thể giống nhau, cho nên nhiều bạn có thể là bị lẫn lộn. Và đây cũng là một điều mà Thuận muốn gửi đến các bạn. Các bạn có thể nhìn vào cái danh mục đầu tư của các bạn hiện tại, và các bạn cũng phải hiểu được cái nào các bạn tin tưởng, hay là cái nào các bạn tin tưởng là có thể mang lại được lợi nhuận. Khi mà các bạn hiểu được cái đó rồi đó, thì các bạn sẽ có thể ra quyết định đầu tư, nó sẽ dễ dàng hơn một chút. Giống như là rất nhiều người họ lưu trữ Bitcoin, giống như bản thân của Thuận, thì Thuận tin tưởng vào Bitcoin các bạn. Đương nhiên Thuận tin tưởng Bitcoin sẽ mang lại được lợi nhuận, và cũng tin tưởng như Bitcoin, cho nên một phần Thuận sẽ mãi mãi không bao giờ bán. Nhưng mà ngược lại, một phần Thuận có thể là bán để làm chuyện khác các bạn. Và khi các bạn bắt đầu nhìn xuống những đồng như là meme coin đi, thì các bạn có thật sự tin tưởng vào meme coin, hay là các bạn tin tưởng là có thể kiếm được lợi nhuận từ meme coin? Cái đó là cái mà các bạn cũng có thể suy nghĩ đến và đưa ra những chiến lược đầu tư cho nó phù hợp. Thì đối với lại ông các bạn Steve Weiss, những người mà đã bán và nói là không tin Bitcoin đó, thì ông là người rõ ràng nhất. Ông không hề nói xấu Bitcoin, chỉ nói là có rất nhiều người tin Bitcoin. Tôi không phải là một những người đó. Tôi tin Bitcoin có thể kiếm được lợi nhuận, và tôi nghĩ là Bitcoin Spot ETF có thể kiếm được lợi nhuận, cho nên tôi đã mua trước khi mà giá cả tăng. Bây giờ giá đã tăng rồi các bạn, từ tháng 6 tới bây giờ, khi mà bắt đầu có tin từ BlackRock đó thì giá đã tăng rất là nhiều. Thì bây giờ ông chốt một phần các bạn, phân nửa. Đương nhiên ông không chốt hết, tại vì sao? Tại vì đương nhiên bản thân của ông cũng không biết được là khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua nó giá sẽ như thế nào. Ông nghĩ là cái tin tức Bitcoin Spot ETF được thông qua đã tính vào giá rồi, nghĩa là cái giá bây giờ đã phản ảnh tin tức đó rồi. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghe tin tức thực sự được thông qua đó, thì giá cả cũng sẽ không phản ứng gì đâu, tại vì nó đã được tính trong đó rồi. Và thậm chí có thể ngược lại, có thể chúng ta thấy hiện tượng sell the news. Đó là suy nghĩ của ông, cho nên ông chốt phần nửa các bạn, phần nửa còn lại thì vẫn giữ. Lỡ như mà ông sai thì sao? Cho nên các bạn thấy được đầu tư đó là về quản lý rủi ro, nó quan trọng hơn hết. Chúng ta cũng thường hay nghe Warren Buffett nói một câu, đó chính là trong đầu tư có hai quy luật. Đầu tiên đó chính là đừng mất tiền, và quy luật thứ hai đó chính là đừng bao giờ quên quy luật đầu tiên. Nghe có vẻ như là nói cũng như không, nhưng mà đối với Thuận nó thực sự mang một cái ý nghĩa khác. Thuận đã từng chia sẻ với các bạn rồi, nhưng mà Thuận biết có nhiều bạn mới đến kênh, cho nên cũng muốn dành thời gian để mà chia sẻ lại. Có nghĩa là khi mà chúng ta nghĩ đến đầu tư đó, thì nhiều người sẽ nghĩ đến lợi nhuận trước rồi quản lý rủi ro sau. Nhưng mà đối với một người đầu tư thì các bạn cũng phải nên nghĩ đến là quản lý rủi ro trước rồi mới nghĩ đến lợi nhuận. Cho nên mới nói là quy luật đầu tiên là đừng mất tiền, quy luật thứ nhì là đừng bao giờ quên quy luật đầu tiên. Tại vì nếu các bạn tham gia vào đầu tư mà các bạn đã có cái suy nghĩ là đầu tư nếu mất thì thôi, thì các bạn đã thấy được là mình đã tham gia vào đầu tư với cái tư tưởng là có thể mất tiền, trong khi mà mình nên tham gia với cái tư tưởng là sẽ có thể làm sao để mà giảm thiểu rủi ro. Rủi ro các bạn chỉ có thể quản lý mà thôi, không thể làm cho rủi ro đã biến mất các bạn, bởi vì chúng ta mới đầu tư. Tại vì đầu tư, tại vì các bạn thấy được cơ hội, cơ hội nó đi cùng với lại rủi ro, cái này nó không tách ra được các bạn. Các bạn không thể nào làm cho rủi ro biến mất, rủi ro sẽ mãi mãi ở đó, các bạn chỉ có thể quản lý mà thôi. Thì đây là cái cách mà Thuận cảm thấy Steve Weiss đã quản lý cái rủi ro của mình. Nhưng mà cái này nó cũng không hẳn là xấu đâu các bạn. Mỗi người đều có thể đến với Bitcoin vì nhiều mục đích khác nhau. Nhưng mà cái mà các bạn thấy là có thể có rất nhiều người giống như là Steve Weiss
đầu tư vào Bitcoin trong thời gian qua tại vì nghĩ là giá sẽ tăng sau khi mà có thông tin Bitcoin Spot ETF và họ đã nói đúng, thì có thể là họ đã bắt đầu sell the news các bạn, có thể là họ bắt đầu bán trước khi mà có tin tức thật, tại vì họ nghĩ là khi có tin tức thật giá nó có thể là sẽ điều chỉnh xuống. Có hay không chúng ta không biết được, tôi đã từng chia sẻ với các bạn không ai có thể biết được tương lai, nhất là tương lai ngắn hạn như thế này, tại vì có rất nhiều yếu tố các bạn không thể nào biết được. Khi mà Bitcoin Spot ETF được thông qua rồi thì bao nhiêu người sẵn sàng mua Bitcoin Spot ETF, đó là cái lực mua các bạn. Và thứ nhì, làm sao các bạn biết được bao nhiêu người muốn bán cổ phần Bitcoin Spot ETF của mình khi mà quỹ GBDC được thông qua, và làm sao các bạn biết được là bao nhiêu người chuẩn bị chốt lời, hoàn toàn không thể biết được các bạn. Nhưng mà cái mà tôi muốn nói đó là chúng ta đã bắt đầu chứng kiến một số hiện tượng sell the news gần đây trước khi mà có tin tức thật. Điều này có thể làm giảm bớt áp lực bán khi mà quỹ ETF được chấp thuận, cho nên cũng không hẳn là xấu đâu. Chúng ta thà là bây giờ có nhiều người bắt đầu là họ chốt lời, họ bắt đầu là quản rủi ro của mình bằng cách là bán Bitcoin, thì từ đây cho đến khi mà có thông tin chính thức thì nó sẽ làm giảm đi cái áp lực bán khi mà có thông tin thật. Đó là cái suy nghĩ của Thuận, các bạn có thể comment ở bên dưới. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link bên dưới video này. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch thì chỉ nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.